Quyết đừng nói những điều ta không nói điều gì hơn gốc cả. Y Thiên Minh, nếu có bản lĩnh thì ly hôn với tôi đi. Thẩm Thị, ngươi đánh con trai ta. Sau bão số 3, chỉ đứng sau huyện Bảo Yên. Theo thống kê, toàn huyện Bắc Hà có 34 người chết và mất tích, trong đó riêng xã Nậm Lúc có tới 24 người chết và mất tích. Nói về những thiệt hại sau bão số 3 và vụ sạt lở, ông Lùi Sao Lương, bí thư chi bộ thôn Nậm Tông, bật khóc nức nở. ABC News, Tổng thống Zelensky thúc giục Washington và các đối tác khác tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông cho rằng Ukraine đang tiến gần đến khả năng chấm dứt chiến sự với Nga, nhưng không giải thích chi tiết về dự báo này. Và hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố thêm gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Ukraine. Gói hỗ trợ mới bao gồm đạn dược và hỗ trợ cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn chùm, tên lửa chống tăng Javelin và một số loại vũ khí khác. Gói này cũng bao gồm phụ tùng, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Washington và các đồng minh cung cấp hàng tỷ đô la cho Ukraine thông qua chương trình viện trợ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 sắp tới có thể đánh dấu sự thay đổi đối với bên ủng hộ quân sự chủ chốt của Kiev, đặc biệt khi gần đây ông Donald Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã công khai chỉ trích tổng thống Ukraine Zelensky. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối thỏa thuận giải quyết xung đột với Nga. Phát biểu này được ông Trump, hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đưa ra trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Mill Hill, bang Bắc Carolina vào ngày 25 tháng 9. Nơi thành phố đã biến mất và chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la cho một người từ chối tiến hành thỏa thuận, đó là ông Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ta có thể thực hiện mà lại không tốt hơn là tình hình bây giờ. Các bạn đang thấy một đất nước đã bị tàn phá, không thể nào được tái xây dựng. Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa chỉ trích tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris
đi tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông cũng lặp lại tín hiệu rằng hệ chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Ông Trump nói Tổng thống Zelensky mỗi lần đến nước Mỹ, ông ấy lại mang đi 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy có lẽ là người bán hàng tài ba nhất trên trái đất. Nhà lãnh đạo Ukraine đang ở Mỹ để dự kỳ họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, song theo CNN, ông không có kế hoạch gặp ông Trump. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker hôm cuối tuần, ông Zelensky chỉ trích kế hoạch của ông Trump về việc chấm dứt chiến sự. Ông cũng cho rằng thượng nghị sĩ Jay Evans, người liên danh tranh cử cùng ông Trump, là quá cực đoan và nhấn mạnh cuộc xung đột không nên kết thúc với phần thiệt hại cho Ukraine. Ông Trump nói, Tổng thống Ukraine đang ở nước ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ hơi khó nghe về Tổng thống yêu thích của các bạn là tôi. Cũng trong bài phát biểu ngày 25 tháng 9, ông Trump cáo buộc ông Biden và bà Harris là những người đã để cho chiến sự xảy ra tại Ukraine. Trước đó, ông từng nhiều lần tuyên bố các xung đột sẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống. Ông Trump nhấn mạnh rất hòa hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã nói chuyện với nhau rất nhiều khi còn là Tổng thống.